Đầu bếp Dự Thảo và Minh Tuấn rất vui khi được gặp lại toàn thể quý vị trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Cô ơi, nãy trước khi bắt đầu chương trình em nghe cô hát cái gì nó nhỏ xíu mà cô không chịu hát cho em nghe. Cô hát cho em nghe một câu đi cô. Có phải à, ai cách xa cội nguồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh. Trời ơi, hôm nay hai cô cháu song ca luôn. Cô hát bài đó thì có món rau đắng, tự nhiên cái làm em nhớ quê và cũng như là thèm rau đắng đúng không? Bởi vậy nãy giờ cô lẩm nhẩm bài đó là cô định nấu một món canh với rau đắng á, tìm cảm hứng á. Vậy thì mình có món nào đó là lạ chưa cô? Có ngay, và ngày hôm nay quý vị khán giả sẽ cùng vào bếp với Diệu Thảo và Minh Tuấn để thực hiện món canh cá kèo rau đắng. Để nấu món canh cá kèo rau đắng, quý vị khán giả cần chuẩn bị 300g cá kèo, 200g rau đắng, 100g bắp chuối bào, ngò gai, rau ôm, nửa chén nước me, 2 củ hành tím, 2 trái ớt hiểm, các loại gia vị thông thường và bột ngọt Ajinomoto. Giai đoạn đầu tiên các bạn sẽ sơ chế tất cả những loại rau mà chúng ta chuẩn bị nè. Phần rau đắng này mua về chúng ta nhặt sạch đi, sau đó chúng ta sẽ cắt vừa ăn. Đây là phần rau đắng. Sau đó thì các bạn sẽ cắt khúc phần rau ôm và ngò gai. Sau khi chúng ta rửa sạch bắp chuối bào thì tất cả những phần rau đã được sơ chế xong. Và chúng ta sẽ sang giai đoạn kế, đó là sơ chế đến cá kèo. Đối với lại cá kèo thì cũng giống như là nhiều loại cá khác, thì có cái cách nào để mà mình làm cho cá bớt tanh không cô ạ? Cá kèo các bạn sẽ làm sạch nhớt bằng muối hoặc giấm để khi nấu canh không bị tanh. Các bạn sẽ cắt đôi cá kèo ra. Chúng ta cắt đôi như thế này. Các bạn sẽ đập dập phần ớt hiểm, à, 2 củ hành tím này chúng ta cũng đập dập ra luôn. Các bạn sẽ đặt lên bếp khoảng 1 lít rưỡi nước nóng và chúng ta chờ cho nước sôi để cho các nguyên liệu vào. Đầu tiên các bạn sẽ nêm vào khoảng 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh hạt nêm Aji ngon và nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Chúng ta sẽ tiếp tục cho phần củ hành tím đập dập vào, rồi ớt hiểm chúng ta cũng cho vào. Kế đó cho thêm vào khoảng nửa chén nước me. Đối với lại cả hai nguyên liệu đều rất là nhanh chín là cá kèo và rau đắng luôn. Như vậy thì mình bỏ nguyên liệu nào vô trước cô? Cô sẽ chọn phần cá kèo cho vào trước. Cá kèo chúng ta cho vào, đợi cho cá kèo sôi lên trở lại chúng ta mới tiếp tục cho rau đắng và rau chuối. Vì lý do nếu rau đắng được cho vào cuối cùng thì sẽ giảm đi vị đắng của nước canh. Nước sôi trở lại cho phần bắp chuối vào, cô sẽ cho rau đắng vào cuối cùng. Cho hết phần rau ôm và ngò gai vào. Nêm thêm khoảng nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 1 muỗng canh nước mắm nữa. Khi mình bỏ vô sau cùng rau đắng như vậy thì sẽ làm cho phần rau thứ nhất là không bị quá mềm, thứ hai là nước không quá đắng đúng không cô? Và đây thật sự là một món ăn rất là dân dã và những ai mà xa quê thì sẽ rất là thích. Và bây giờ chỉ còn có cái giai đoạn là múc ra tô và thưởng thức thôi Minh Tuấn ha. Dạ. Rồi, cho một ít nước thêm vào. Cuối cùng cô còn chừa lại hai nhánh rau ôm này để trang trí nè, mình cho vào đây. Rất đây là em. Hấp dẫn. Dạ rồi, em cảm ơn cô. Phải nói một điều rằng là món canh này quá ngon. Bởi vì phần nước thì chua chua, the the nhẹ nhẹ và rất thơm. Và đặc biệt là không hề đắng một chút xíu nào. Lần đầu tiên Minh Tuấn ăn rau đắng mà cảm thấy ngon như vậy. Và đặc biệt là phần cá nữa thì rất là ngọt thịt, hòa trộn mọi thứ lại với nhau. Thì đây là một món canh ngon tuyệt luôn. Bởi vậy cho nên là Minh Tuấn mới biến tấu cái câu hồi nãy cô nói một chút xíu là rau đắng ngọt liệm tình quê, anh đi thành phố, anh mê nên anh đi về. Cảm ơn phần nhận xét vừa rồi của Minh Tuấn và hy vọng rằng với món canh cá kèo rau đắng ngày hôm nay sẽ giúp cho gia đình quý vị khán giả sẽ thêm ấm áp. Và chúng tôi hy vọng rằng là món canh của ngày hôm nay sẽ làm hài lòng toàn thể quý vị. Và nếu quý vị nào mà không xem được công thức cũng như là không xem được trọn vẹn chương trình thì có thể truy cập vào trong website của chúng tôi ở địa chỉ là mongonmoingay.com để xem lại quý vị nhé. Và đến đây thì đầu bếp Dự Thảo và Minh Tuấn xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.